Chuyện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Nhịp điệu cha cha cha. Phun lục bình trên sông được không? Được chứ. Thấy các bạn hỏi là bắt đầu xác đích đi kiếm kẹo phun lục bình liền. Nói vậy thôi chứ cái này người ta kêu mình cũng lâu rồi, tới nay mới đến ngày phun. Mọi người có ai thắc mắc tại sao cái cây lục bình nó đang yên đang lành ở trên sông vậy mà lại phải phun diệt nó không? Lục bình hay nhiều người còn gọi là rau mát, ai mà ở miền Tây thì sẽ rất là rành cái loài thực vật này. Nó mọc rất là nhiều trên tất cả các con sông. Dù thôi á thì không có chuyện gì để nói. Đằng này nó mọc rất là nhiều, dẫn đến tàu ghe không có đi qua đi lại gì được hết. Cái chỗ mình đang làm hiện tại đang sắp thu hoạch lúa vụ 3 nên mấy bác nông dân kêu mình phun để cho ghe lúa, ghe máy cắt người ta vô được. Đây là một thực tế diễn ra hàng năm luôn đó mọi người. Cái đoạn kênh này khoảng hơn một cây số, hai bên đều là cây. Mọi người cũng muốn biết mấy anh em thi công bay như thế nào không? Chúc anh em là về miền Tây anh em mới thấy cảnh này nè.
Welcome to Vietnam.